Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube I Am Xuyên. Hôm nay là một clip vẫn là ho đồ xin nhưng mà là nó hơi thiếu giải một chút. Đó là đồ bơi bikini xin để làm chụp đó, để làm thumbnail, chụp lại để làm thumbnail. Rồi này đồ tôi order đại á, là sẽ có cái gì ta, hôm nay đem ít rồi mọi người, hôm nay đem chỉ có vài bộ để thử trước, lần đầu ho đồ bơi luôn cho nên là hơi run. Rồi con đầu tiên sẽ lấy một con màu rất là dễ thương, màu tím. Mấy cái này tôi đặt là tất cả là size S hết, để xem như thế nào. Wow, cái giải á, tôi thích cái đồ bơi mà thích giải mấy cái gân gân này cũng dễ thương, cũng đẹp nè. Ở trong thì hai lớp, vẫn là hai lớp, hai lớp, nhưng mà cái phần ở trên thôi mọi người, còn đằng sau cái mông, cái ấy, cái thân á thì là một lớp thôi để không bị kẹt. Rồi áo, trời áo dễ thương quá à. Áo basic á, rất là đơn giản luôn. Giày có mấy cái nấc gài á mọi người, tăng đơ cho mình chỉnh sửa bắt đầu hết. Cái này thì sẽ không có mút, nhưng mà thường á tôi thích mặc bikini mà dạng như không mút đó, người ta sẽ làm cái dải phần này nó dày dày chút cho đỡ bị lộ ti á, thì tại vì mút đó nhiều khi nó không cố định mọi người xuống bơi á thì nó sẽ bị kiểu như nó bị lệch đó, tại vì tôi mặc cũng nhiều rồi đó cho nên là có kinh nghiệm. Một lát nữa nếu mà hồ bơi á nó vắng, hồ bơi ở dưới khách sạn nó vắng á, thì tôi sẽ đem xuống dưới rồi mặc lên rồi bơi một vòng lên, kiểu như là xem nó có bị xem cái vải, xem cái chất liệu nó có kiểu như là bị tuột hay là bị rộng rộng ra chỗ nào không, tại vì đồ bơi á mình phải mặc ôm, phải mặc ôm vô để nó lúc mà bơi thì nó sẽ không có bị xê dịch cái bộ đồ á. Hôm trước tôi mặc một bộ cũng sẽ cũng vừa luôn, nhưng mà cái quần kiểu như là quần thân nó nhúng lại á, nó nhúng lại cho nên mà lúc mà mình bơi á nó bị lỏng lỏng ra sau cái phần sau mông, mà nó cũng hơi khó chịu, cảm giác như là ai ở dưới mà bơi mà sẽ thấy á, kiểu như vậy, nhưng mà thật ra không có. Mà nó không có nó không có ôm á, cho nên là nhìn cảm giác vậy thôi. Đó. Cái quần này thì là quần lưng cao, tôi nghĩ là quần lưng cao. Cái này đúng rồi, quần kiểu như mình mặc kéo lên tới hông á. Đó. Trời ơi, còn mở bụng không biết nữa, lát thử làm sao nữa. Cũng đang ăn kiêng các thứ để fit lại, bớt mở bụng và sau này thử cái bộ bóc hơn. Rồi. Ok, bộ đầu tiên xin thử. Dễ thương lắm mọi người ơi. Recommend mọi người nên mua những bộ như thế này, tại vì nó phơi mới vừa basic á. Mọi người muốn phơi hay muốn bơi gì cũng dễ chịu á, tại vì nó không có quá hở. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là phơi của nó chắc chắn. Đó, lại đơn giản nữa. Tôi chấm bộ này có thể là 10 trên 10 luôn, tại vì á lúc mà xuống bơi á chắc chắn là nó sẽ không sẽ có nó cái phơm của nó sẽ không bị lệch hay bị nói chung là nó sẽ cố định á, tại vì chỗ này người ta đã may vô hết rồi, nó không phải là một cái dây để mình chỉnh đó, lấy theo cái phơm ngực của mình luôn, mặc là tôn ngực nữa. Chấm 10 trên 10, 11 trên 10 cũng được. Tôi lấy vụ màu đen đi, bắt đại màu đen nha, thấy nó nhỏ xíu rồi chắc các bộ này hở dữ lắm hả? Trời ơi, mọi người nhìn thấy gì không? Ôi, wow, trời ơi nhớ xíu không? Cái này dạng như dạng micro bikini á mọi người. Trời ơi, không, cái này mà cái này sao ta? Có một lớp thôi, mình mặc cái này mọi người mặc mà tan á, mặc mà phơi nắng đồ á thì chắc cái lằn bikini đẹp lắm luôn á. Ai, dây dài lắm, dây dài thì để mình cột kiểu này kiểu kia được á. Còn đây quần cũng vậy nữa,
quần gì nữa. Ủa trời. Rồi cái này mặc xuống dưới không được rồi. Cái này mặc xuống dưới bơi không được rồi, chỉ có mặc trên đây thử cho mọi người coi cái form này kia sao ấy thôi. Còn dây này quá trời dài luôn. Dây này dài, cái này cũng làm nó bằng thun cô tông bình thường thôi, chắc cái này không phải để bơi. Một là để nằm phơi, hai là mình mặc kiểu như sexy, gợi tình chút với đối phương. Đó. Và cái này để riêng, cái này xuống dưới bơi là chắc hồ bơi cạn nước, nó nóng quá cạn nước luôn. Rồi. Đây là bộ thứ hai rồi mọi người ơi. Suy nghĩ lắm mới dám lên liếm luôn, nhưng mà lỡ hồi nãy quay lên cái kia rồi. Trời, bộ này giống như là nãy tôi nói á, micro bikini á, là chỗ này mọi người có muốn mặc á, muốn mặc muốn bơi muốn phơi muốn gì cũng, nhưng mà chỗ phải riêng tư một chút tại vì nó táo bạo quá đây. Rồi đó, hoặc là mình mặc để kiểu như là hâm cái ngày hâm nóng với lại partner của mình cũng được. Trời, tính ứng dụng của nó không có cao cho nên chấm bộ này 7 đi, 7 trên 10. Tại nếu mà ai thích mà kiểu như mà cái form của nó, cái dây của nó thì lại đẹp. Cái dây mọi người mặc á, nó sẽ dây nhiều á, cho nên là nó tạo cái phần hông của mình bự hơn. Đó, như hồi nãy bộ đầu tôi mặc á, thì do hông của xuyên hơi nhỏ á, cho nên là cảm giác mặc cái bộ này thì nó sẽ hông nó to hơn, là mình kéo được cái phần này nè. Kéo phần này cao hơn là mình chỉnh tùy ý được á. Bộ thứ ba. Bộ thứ ba lấy màu gì ta? Đây. Đây, bộ thứ ba. Bộ thứ ba sẽ có màu xanh dạ quang với là màu xanh xanh dạ quang. Cái này cũng đúng đồ bơi luôn nè, nhưng mà nó cũng hơi táo bạo một chút nha mọi người. Có quần nè. Trời đất. Cái quần nó hơi cũng tí nậy luôn nè. Trời ơi, cái này chắc cũng lát nữa lựa bộ nào mà nó đỡ mình xuống dưới mình bơi nó đỡ hở. Ồ, cái này cũng là mặc dạng cặp cao mọi người, ngặt cái phần này lên tới hông á đó. Còn dưới đây là cái bảng nó sẽ hơi nhỏ, bảng nó hơi nhỏ, đằng sau vẫn là thon luôn đó. Đây là hai lớp, đây đúng là giải bơi nè, giải mà dành cho đồ bơi á. Rồi cái này thì cái này mà lát nữa mở bụng nhiều á, nó ngấn 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 rồi, giống như là đòn bánh tét vậy. Cái áo thì cũng hai lớp, nhưng mà chỗ này cái lưới ngoài, còn đây là một cái áo bình thường. Cái đây là dạng nó nhỏ nhỏ á, cái này mọi người kiểu xê dịch vẫn di chuyển này này kia hả. Nhưng mà nó cũng chắc cú lắm, mọi người kéo đi thì nó mới đi, còn không thì chắc nó cũng xuống nước bơi này kia nó cũng không có bị tuột hay bị lệch đâu. Đây là bộ thứ ba. Trời ơi, con này cũng đẹp lắm nè mọi người ơi. Cái này da tôi còn phần mỡ bụng còn nhiều quá nên mặt nó ngấn ngấn. Mấy bạn mà ốm á, kiểu mà không có mỡ chỗ này phần này nhiều quá, mọi người mặc trời ơi nút sắc lắm luôn. Nó vừa nó hơi táo bạo một chút nhưng mà đủ che để mình xuống hồ, không phải như cái bộ kia. Cái này đúng cái gì á, cái chất liệu bơi luôn đó. Phần này thì mình chỉnh được, cái này mình chỉnh qua chỉnh lại được. Tôi cũng thích bộ này lắm, nói chung là sẽ để dành bộ này để mà ốm hơn thì sẽ đem theo đi bơi, đi xuống hồ. Bây giờ chưa dám xuống dưới, hơi giống con sâu, hơi giống con gì đó nhộng. Hơi mở nên mọi người đừng body Samsung tôi nha. Nếu mà chấm bộ này thì tôi chấm 9 trên 10 nha, tại vì là trừ một điểm hơi cut out sexy một chút đó. Bộ này dễ thương nè mọi người. Bộ này thì cũng màu dạ quang, mình nhào nó phối với tím rồi beo nữa. Rồi bộ này tôi thích nha, đẹp nha. À, một quần cũng là cạp cao luôn. Đây, quần này có mặc tới hông luôn, không biết mặt trước hay sao nữa. Chắc này đằng trước quá. Cái beo đằng trước quá, để tôi kiếm hình coi. Cái này thì sẽ là hai lớp hết tất cả luôn. Đây, cái này sẽ là hai lớp luôn. Mọi người nếu mà thích mấy dạng này á, để tôi kiếm link tôi quăng vô trong đó, rồi mấy bà mà thích thì chốt liền, hoặc là mấy anh
mấy anh muốn mua cho bạn gái thì cũng trời ok luôn. Đây còn áo á, trời áo thích, tôi thích áo dạng này lắm luôn á, tại vì kiểu này á mọi người sẽ mặc được, sẽ mặc chế á, kiểu như mình tự chế mình mặc được hai ba kiểu gì á, để một lát nữa tôi sẽ mặc thử rồi tôi cột cái kiểu đó cho mọi người xem, cũng hay lắm. Cũng này có mút nhỏ, có mút tròn tròn nhỏ trong đây nè. À, mình không thích thì mình vẫn lột ra được. Tôi thích bộ này, đánh giá bộ này cao. Đây là bộ thứ tư. À, bộ này nãy là tôi cũng chấm là thích là do cái màu với lại cái form nữa. Cái này thì do cái phần hông đó, nãy tôi cũng nói là phần hông tôi cũng còn mở đó, cho nên là mình mặc kéo cao lên đây thì nó cảm giác như là nó có cái chỗ này là có kiểu như là cái thắt eo á mọi người. À, cái chỗ này đúng rồi, thắt eo á. Rồi. À, bí bí từ ngữ diễn tả luôn, nhưng mà cái này là tôi mặc là form basic nha. Đó, cái áo là áo làm sao, áo trên hình làm sao là tôi mặc vậy, để một lát nữa cái này có mút luôn, một lát nữa tôi mặc cái kiểu khác thì tôi tháo cái mút này ra để cho mọi người chỉ cái cách hướng dẫn mọi người mặc, mình lật lại mình mặc được nhiều kiểu á, cho thay thay đổi cho nó mới lạ đó. Cái quần làm sao thì cặp cao luôn. Cái này cũng mặc chắc cú lắm, cái bản của nó dưới đây cũng hơi nhỏ cho nên là mọi người mặc á, nên là wash hoặc là shave á, cho nó gọn để nó đỡ bị lộ phần rần rặm của mình ra. Dễ thương. Để tôi mặc cái kiểu thứ hai cho mọi người nha. Xong mọi người, kiểu này rất là dễ luôn, tháo mút ra xong rồi mình lật cái phần, cái này là cái phần dưới chân ngực đúng không, mình lật lên mình mặc, mình cột cổ, còn cái phần ngay cột cổ thì mình mặc xuống chân ngực đó, rất là đẹp luôn á. Mà cái form này tôi thấy dễ thương nè, rất là, với lại nó chắc cú nữa, do là cái chỗ này nó đã có bèo này kia nè mọi người, có nhúng lại á đó, mình muốn kéo xuống cũng được hay mình muốn muốn giãn lên cũng được nữa, cũng đẹp nữa. Để tôi mới suy nghĩ ra được thêm một cách cột nữa, tôi chỉ cho mọi người tiếp. Kiểu thứ ba này là mình chỉ cần cột chéo cái dây này qua thôi, bao xuất bao rớt luôn mọi người ơi. Đúng là chắc cú lắm. Còn thêm một kiểu nữa tôi cột luôn. À, đó là mình ví dụ mình phơi á mà mình không có muốn cái phần dây ngay chỗ này á thì mình cột dưới đây luôn nè, mình cột kiểu như cái nơ đó cho nó ngang qua. Dịch giống như là một cái áo cúp ngực thôi đó, giống như một cái áo ống có cúp ngực thôi. Đó, cái này thì mọi người nên phơi thôi, nằm phơi thôi thì mình cột kiểu này đó, chứ sợ mà tới lúc mà nó lúc mà mọi người bơi á tôi sợ tụt cái phần này nè đó, cái nằm phơi, trời quá quá dễ thương luôn, mới suy nghĩ được kiểu này. Xuất sắc. Tôi chấm bộ này 12 trên 10, nãy bộ 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 đầu hay bộ thứ hai vậy là 11 trên 10, này 12 trên 10 luôn. Thích quá. Mọi người, tôi mới xuống hồ bơi cao rồi, bơi vắng lắm không có ai hết, cho nên là tôi sẽ đem xuống hai bộ để thử rồi bơi test thử chất liệu với lại form coi nó có cố định hay là ok không. Cái kiểu này là tôi cột giống hồi nãy nè, kiểu là chế á, là mình lật ngược lại mình cột á. Rồi let's go bơi thôi. Mọi người nên mua mấy cái form dạng giống như vậy.
bữa cuối cùng này á, đây bữa cuối cùng này hơi sang chút nha, tại vì tôi có soạn trước, tôi thấy cái này sao nó chỉ có một cái áo thôi, cái này thì chỉ có một cái áo vậy thôi, rồi tôi không có thấy cái quần, rồi xong rồi tôi mới order cái quần riêng, cái này là một cái quần riêng của Shein luôn, mà cái quần tôi thích cái form quần này nè, đó form quần này nó không có quá bị hở ấy, nhưng mà mình mặc á, mình mặc basic á, dạng là dạng basic á, mình mặc được hợp nhiều áo, với lại ai mà có phơi nắng á, mọi người có phơi nắng á thì mình mặc một cái form quần thôi đó, để cái lằn cái bikini mình nó không có tùm lum tà la đó, dễ thương đơn giản. Này cũng hai lớp luôn, cái này cũng hai lớp luôn. Còn cái áo ở đây không biết, tôi biết chưa biết mặc sao nữa, tại cái phần dưới đây là cái rộng này, đây nè, cái rộng nó ướm vô đây, rồi cái này sẽ cột, mà không biết cột thẳng hay là cột xéo như thế này đó, đằng sau rồi bên hông là có dây nữa, bởi vì tôi nói cái này là nó sẽ sang một chút không, đằng sau thì là mình gài cái này, cũng hai lớp, cái này hai lớp gì dặn, cái này mặc là bao suốt luôn nha các bạn vừa có dây mà vừa có cột này kia nữa. Còn đây là bộ cuối cùng, bộ này thì hơi kiểu sang chảnh lady một chút, đồ bơi mà cũng có lady nữa. Cái này thì mình thì xin cột ngang cái này bằng cái nơ, để thấy trong hình người ta cũng có cột ngang nữa, rồi một lát nữa tôi cột cột chéo, cột lên cổ, hoặc là mình cột chéo, nói chung là mấy cái dây này mình sẽ chế được đó mọi người. Này nó có mút này nữa, mà mút đây nó không có cố định, cho nên nó bị nhích lên nhích xuống á. Ai mà mặc kiểu như bơi luôn á thì mình cứ tháo cái mút ra thôi. Với lại cái phần dưới này nè, nó có cái rộng á, nó giúp nâng cái chỗ này lên nè, cố định cái phần ngực á, đẹp. Bộ này tôi thấy xuất sắc nữa, để tôi đổi cái phần này lên thử coi sao. Cái này thì người ta là đắp chéo lên cái cổ luôn, còn mình thì mình cột lên đây cũng được đó. Cột mình để cái cột cái chỗ này, xong rồi mình cột trên đây đó, là được một kiểu. Với lại những này thì nó cũng chắc cú nữa đó, được một thêm một kiểu này, với một cái nữa là cột ở đây luôn, khỏi tắt camera đứng ngoài cột để thấy cũng đơn giản á. Còn lúc đầu thì hơi tìm hình, chưa biết cột sao. Có cái này thì cột chéo lên đây, vậy là được tới ba kiểu. Mọi người thích thì mua về, mọi người chế này chế kia, chế linh tôi cũng thích mua đồ mà để chế kiểu này kiểu kia đã. Bộ này cũng đẹp quá nè, chấm cả thêm cái phần chỗ này nữa, cho nên là cái này nó cũng an toàn. Nói chung là ai mà hơi sợ hở phần trên đây á thì mọi người nên mua cái này, xong rồi mình mặc cái quần màu đen lưng cao riêng, hoặc là cái dạng váy cũng được, nhìn sang đó mọi người. Chấm cái áo này, áo với quần luôn tôi đều chấm 10/10, tại vì cái quần là basic đó, mình mặc hợp được tất cả với lại kiểu áo luôn. Nói chung là mình phối màu trắng, mình phối màu khác thì cũng được, tại màu đen nó cũng dễ phối nữa. Clip đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video. Rất mong mọi người ủng hộ bằng cách subscribe và share like cho Xuyên với. Tôi sẽ cố gắng ra nhiều clip hot hơn nữa và nhiều chủ đề luôn. Đang chờ, tôi có order đồ, đang chờ đồ về mà để làm những clip tiếp theo cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.